10 năm không gặp, tưởng tình đã cũ. Ngại quá, anh giới thiệu với em, đây là chủ tịch của anh. Công nhận cái người mà có tiền á, người ta hẹn ở một nơi cũng rất là sang trọng. Thật. Còn tặng hoa cho em chi cho tốn tiền. Với một người đẹp như em, nếu không có hoa thì sẽ không được đúng không? Em ngồi đi. Cảm ơn anh. Anh xin lỗi. Dạ. Anh vừa mới từ sân bay về. Chuyến bay của anh đi từ châu Âu. Và phải thật sự là cũng khá là vất vả, bởi vì anh ngồi máy bay hơi lâu. Nhưng mà mọi thứ mệt mỏi của anh đều tan biến khi mà anh thấy em. Dạ. Một cô gái quá xinh đẹp. Anh cảm ơn. Anh đi châu Âu làm cái gì vậy, công tác hả? Anh đi châu Âu để buôn bán thịt trâu. Đi châu Âu buôn bán thịt trâu. Đúng rồi, tại vì công ty của anh là một cái công ty mà nó liên quan tới về thực phẩm đó. Thì không có con trâu. Đúng rồi. Bởi vì bên đó họ không có sử dụng con trâu để cày lúa. Đúng rồi, bởi vì cho nên là mình phải xuất nhập khẩu trâu qua bên đó. Anh đi châu Âu như vậy thì anh có mua sắm gì nhiều không? Anh mua không có nhiều lắm. Anh chỉ có sắm được một cái miếng đất nhỏ ở bên đó thôi, chứ không có làm được nhiều. Trời ơi, anh qua châu Âu anh mua đất ở bên đó luôn. Đúng rồi. Chắc là nhiều tiền lắm á ha. Cũng không có bao nhiêu em mà. Bao nhiêu nhỏ? Nếu mà tính ra thì nó là một cái rổ đó, giống như là cái rổ hộp sàn vậy nè. Trời ơi, đi châu Âu mua đất bằng hộp sàn. Bởi vì bây giờ mình không có xài cash nữa. Xài cash là kiểu là người ta kêu là mình bị quê á. Cash là cái gì? Cash là tiền mặt các em. Nếu mà mình xài cash là mình bị quê. Mình bị quê mà. Đúng. Trời ơi, em ngủ mộ quá à. Sao anh giàu quá vậy? Anh nghe đâu là anh đi bằng phi cơ riêng phải không? Em thấy anh đang status vậy đó. Rồi cái máy bay anh đậu đâu rồi? Máy bay ở ngoài sân bay em ha. Máy bay mà ở đây là đạp ở đầu em rồi. Dạ là đang ngoài đậu ngoài sân bay. Đúng, đang ngoài sân bay. Anh đi có mệt không? Mà cái cây này là em biết là nữ hoàng băng giá Elsa đã gửi tặng nó cho công ty của anh. Wow. Trời ơi, sao mà anh quen biết rộng dữ vậy? Đúng, Elsa là một nhân vật rất là nổi tiếng của bên Mỹ. Nhưng mà làm việc ở bên Nhật. Ủa vậy hả? Nhưng mà là lấy cái cây này ở Himalaya nha em. Em có thấy cái sự cầu kỳ của nó chưa? Quá là cầu kỳ. Wow, em không ngờ anh đi xa vậy luôn. Trời ơi, anh giàu quá à. Anh ơi, vậy là anh chức vụ gì ở đây vậy? Em đoán xem. Chủ tịch hội đồng quản trị. Chúa? Chúa tể hội đồng quản trị. Thật ra anh là chú thích hội đồng quản trị. Chú thích à. Tại cái bình thường là chủ tịch á là nó chỉ có 4 chữ thôi. Lập tịch là 4 chữ mà thích là nó 5 chữ là nó nhiều hơn chủ tịch. Trời ơi, em không có ngờ, em thấy anh đăng status này nọ kia ở trên Facebook, em tưởng anh nổ không đó. Ai mà ngày hôm nay hả, em đến đây em gặp anh em mới tin đây là sự thật á. Anh hả, vừa đẹp trai vừa tài giỏi như vậy thì trời chắc là hả, nhiều con gái ước ao làm bạn gái của anh lắm á ha. Em có biết tại sao hôm nay anh mời em đến đây không? Tại sao vậy?
giữa một không gian như thế này, một không gian cổ tích như thế này, chắc chắn là anh cần một người công chúa như em. Cảm ơn anh. Chả bù với cái ông bạn trai cũ em vừa mới chia tay. Trời ơi, người gì đâu mà quê mùa mà không bao giờ chịu cố gắng hết. Suốt ngày cứ là hả đi làm cu ly không à. Em để cái người đó trong người của em làm gì? Sẽ làm cho em nếp nhăn em thêm nhiều thôi. Đúng như vậy. Bây giờ anh có thể mời em một điều nhảy không? Ngoài nhảy dây ra thì em không biết nhảy gì cả. Không sao, ở đây không có dây, anh chỉ mời em nhảy sạp thôi. Nhảy sạp hả? Là sạp xuống dưới. Anh thật là duyên dáng. Xin lỗi cái điện em. Thoại nó rung vô nhiều chứ sợ. Em đợi anh tí nha. Dạ. Anh nói chuyện điện thoại xong anh sẽ quay lại. Dạ, cứ tự nhiên. Hello. Trời ơi, vô mánh rồi. Chuyện này tôi sẽ đổi đời. Bồi bàn. Bồi bàn ơi, cho chị gọi món. Bồi. Mười năm không gặp, tưởng tình đã cũ. Mây bay bao năm, tưởng mình đã quên. Như mưa bay đi, một trời thương nhớ. Em ơi bên kia, có còn mắt buồn. Gọi món. Ở đây có món gì ngon nhất, mắc tiền nhất mang ra đây. Cho mượn cái menu. Em khỏe chứ? Cảm ơn anh. Từ ngày chia tay anh tôi khỏe hơn. Vậy là tốt. Anh chỉ mong em khỏe thôi. Nhìn em phốt phát như thế này, nhìn em màu mỡ như thế này thì anh cũng yên tâm. Đúng như vậy. Hồi lúc quen anh thì tôi như một con cò ma vậy đó. Bởi vì không có tiền ăn anh, hiểu không? Chia tay anh rồi tôi có tiền tôi ăn, cho nhưng nên mà... tôi mập ra, thầy kệ tôi. Nhưng mà anh nhớ ngày xưa khi mà quen anh thì em có được niềm vui mà. Niềm vui gì? Anh nghĩ là vui sao? Không hề. Đối với tôi có tiền mới vui, có tiền là có tất cả. Còn anh chia tay tôi rồi anh làm gì? Thì anh thôi, làm không cần phải nói, không cần. Tôi nhìn là tôi biết rồi. Chỉ có thể là bồi bàn ở đây thôi. Cuộc đời tôi nhiều khi cảm thấy may mắn thật sự. Bởi vì chia tay anh á, tôi bước sang một trang mới. Đúng vậy, người ta nói là yêu nhau là cái duyên. Nếu mà hết duyên rồi thì chia tay cũng không sao hết. Miễn sao em cảm thấy vui vẻ, hạnh phúc là được. Em ăn gì đi, hôm nay anh mời. Thôi, tôi nghĩ là anh sẽ không đủ tiền để mời tôi ăn những món đắt tiền ở đây đâu. Với lại, tôi cũng không cần. Bạn trai tôi là một người rất là giàu có và là chủ nơi này. Không cần anh phải tốn tiền với tôi đâu. Ai vậy em? Mời bàn thôi. Chủ tịch, sao anh lại ở đây? Em lấy áo cho anh nè. Ủa? Hai người biết nhau à? Anh mới gọi ảnh bằng gì? Ngại quá, anh giới thiệu với em. Đây là chủ tịch của anh. Đây là một trong những chuỗi nhà hàng mà anh ta đã đầu tư. Cái gì? Chủ ở đây? Tôi không tin, cái gì mới có mấy năm trời, 4-5 năm mà sẽ làm chủ được. Còn anh là gì? Hồi nãy anh nói với tôi anh là chú thích gì hội đồng quản trị ở đây mà. Anh là gì? Chú thích hội đồng quản trị hả? Là tại anh thích cái hội đồng quản trị là đây, anh thích.
là anh chỉ thích tôi. Còn đây mới là chủ tịch của anh. À, thôi, cứ cố gắng làm, chạy xe cho nó tốt. À, cuối tháng đi, tôi cho tiền đi Châu Đốc chơi nha. Cái gì? Anh đó là gì? Tài xế riêng của tôi. Tài xế hả? Tài xế vậy tại sao anh nói anh là cái gì dịch chủ ở đây? Ê, bình tĩnh em. Nè, anh lừa gạt tôi đúng không? Xin giới thiệu với em, đây là người yêu cũ của anh. Người yêu cũ? Ừ, cái người mà anh kể ngày xưa bỏ anh đó. Đó là cũng là một động lực để anh cố gắng để bây giờ anh được như thế này. Nhưng mà thôi, cái chuyện cũ rồi mình không nên nhắc lại làm gì nữa. Nếu như mà hai người mà yêu nhau chân thành ấy, thì anh vẫn ủng hộ, anh vẫn giúp đỡ không có gì đâu hết. Cuối tháng chở đi Châu Đốc chơi luôn. Anh Khoa, em nghĩ lại rồi, anh biết đó, làm sao em có thể có được tình yêu với cái tên tài xế quèn đó được. Em cảm thấy là ngày xưa em bỏ anh đó là một cái gì đó nó sai trái lắm. Em cảm thấy có lỗi với bản thân mình lắm. Thực ra là lúc đó là em miên mỉ gì á, tự nhiên em lại chia tay với anh thì em cảm thấy rất là hối hận. Sếp à, không mấy bây giờ mình, sếp có biết là lúc nãy em ngồi ở đây cô ta đã nói gì không? Nói gì em? Cô ta đã xài xẻ người yêu cũ, chính là sếp đó. Nè, cô ta đã nói sếp không ra cái gì hết. À, không có. Không, tôi có. Không ngờ cậu là con người như vậy. Cậu đúng. Là tài xế của tôi mà cậu này, tại sao mà người phụ nữ như thế này mà cậu lại nói chuyện đặt điều như vậy? Đuổi đi. Cậu thấy cô ấy muốn quay lại với tôi, cậu muốn phá đúng không? Đúng như vậy. Sếp ơi, tất cả những gì em nói đều là sự thật. Ra giữ xe đi. Đi nhá. Cái đợt tài xế quèn mà đặt, không có tiền mà đặt cô gái. Đĩa mà đòi đeo chân hạt hả, nằm mơ đi. Con rồng của đời em. Anh không phải là con đĩa, anh là con rồng. Anh có cánh, anh vào bay trên trời, anh có tiền nhiều. Anh ơi, anh đừng có giận em nữa nha. Cảm ơn em đã bỏ anh ngày xưa. Dạ. May mắn là em bỏ anh mới có động lực để thành công như ngày hôm nay. Thì đó, em muốn anh thành công cho nên em giả bộ làm vậy đó. Nhưng mà anh muốn nói với em một câu này. Câu gì? Trong tình yêu á, muốn cưới em đúng không? Trong tình yêu vật chất không quan trọng. Dạ. Quan trọng là sự chân thành em à. Dạ. Anh ra xe đây.